Wolfgang Amadeus Mozart là nhà soạn nhạc người Áo. Ông là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng, quan trọng và có nhiều ảnh hưởng nhất trong thể loại cổ điển châu. Ông và các tác phẩm của ông được xem là đỉnh cao trong các thể loại như piano, nhạc thính phòng, nhạc giao thưởng, nhạc tôn giáo và opera. Phải để kể đến tác phẩm Hành khúc Đỗ Thì. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc này qua phần thể hiện độc tấu piano của Minh Quyết thể hiện.